Hello, xin chào anh em. Và trưa nay và tối nay mình sẽ like cái cuối cùng. Và đêm mai bắt đầu mình dạy rồi. Thì đây một con xe ga đặc biệt đề từ, không được trang bị bộ ba cảm biến, đúng không ạ? Hay sinh ra hụt ga. Và chúng ta không cần phải can thiệp bất kỳ một cái phần mềm nào. Nhưng con xe đề ba một phát là phải ngọt nha, xăng lại không hao. Rồi, ok. Đấy, không cần nạp bất kỳ một cái phần mềm nào vào trong này. Tất cả IC là phải để zin. Và có rất nhiều anh em đang thắc mắc những dòng xe này hụt ga, đúng không ạ? Hụt ga. Và hụt ga thì hụt ga nó ở trạng thái như thế nào? Bẩm sinh nó ra nó phải hụt ga ở trạng thái buổi sáng, trong vòng mất khoảng 30 giây cho tới 1 phút hụt ga, khi ở trạng thái động cơ còn nguội. Đấy. Và trạng thái thứ hai hụt ga nặng. Hụt ga nặng là không phải là do lỗi nguyên nhân zin, và đang là do lỗi trên xe, thì các bạn phải biết xử lý những cách như sau. Và đây tôi đã để bôi cho anh em một cái thiết bị, một cái kim khác, và trong này tôi đảm bảo bao anh em luôn. Từ động cơ nguội chúng ta vuốt là phải chạy, và đồng thời là phải hơi hám xúc bắp, và đồng thời nồi phải tốt tốt. Rồi, hy vọng rằng buổi trưa nay anh em chia sẻ. Tôi chỉ còn buổi trưa nay và buổi đêm nay chia sẻ cho quý vị nữa thôi. Còn là 10 ngày sau tôi phải tiếp tục phải nhìn lên màn hình này để giảng dạy cho anh em trong khóa học 10 đêm online. Còn tất cả anh em nào chưa vào trong nhóm để đêm mai chúng ta gặp nhau, thì tất cả các bạn và anh em liên hệ với tôi vào trong trang Zalo. Không khó, bởi vì do các bạn làm chưa tới, chẳng có cái gì mà hằn các bạn cả. Bởi vì nhiều lúc là chúng ta làm, chúng ta bị cuống, chúng ta bị rối, chúng ta chưa tìm ra cái thắt, cái nút để chúng ta mở, thì đương nhiên những con xe đấy nó sẽ bị ăn hằn. Trên 50 người chơi buổi trưa nay được không ạ? Trên 50 người chơi đi anh em ơi. Trên 50 người chơi. Trên 50 người chơi tôi sẽ để vô cho mọi người luôn. Chia sẻ với đi ạ. Chia sẻ cùng tôi, cảm ơn mọi người. Đây anh em có thể vào kết bạn với Facebook Toán Thần Đạt, cảm ơn mọi người. Nhấn vào cái Facebook Toán Thần Đạt để mọi người cùng nhau kết bạn. Tôi đã ghim cái Facebook Toán Thần Đạt. Rồi, 50 người chơi. Đấy. Tất cả anh em nào chưa vào trong nhóm vào đêm mai, là đêm ngày mùng 6 tháng 6 dương lịch, thì anh em hãy vào Facebook kết bạn, để lại số điện thoại. Thank you. Rồi, rất mong mọi người đang nhấn like, mọi người chia sẻ nhóm nhé. Ok, mọi người chia sẻ nhóm, chia sẻ mặn lặng. Chia sẻ lên cả nhà ơi, quý vị. Chia sẻ nhiệt tình lên anh em ơi, buổi trưa nóng quá, mọi người cho tôi cái bổ quạt xẻ, cảm ơn mọi người. Chia sẻ nhiệt tình. Tôi nói thật sự, đầu tiên làm trong cái nghề này đơn giản một cái chục buji, và cái buji các bạn làm chưa được, thì không có cái cách nào để các bạn làm thành công ở cái nghề này được. Đấy, đầu tiên là một người thợ là phải cái chục buji, và buji cái chục là chục phải ngon. Có rất nhiều anh em lấy ba cái chục của Zimway vào, tạp nham vào, 5-7 ngàn vào, dí vào, để rồi tia lửa điện. Ở đây là cục Mobisturn, đúng không ạ? Một cái tia lửa điện từ Mobisturn đi qua buji và đồng thời đi vào. Đấy. Thì anh em sẽ biết rồi, một cái tia lửa điện này nó phóng, nó phải tính bằng kilowatt. Đó. Vào đây, chạy vào đây.
Và cái tẩu buji của anh em ở ngoài Bắc chúng ta gọi là cái tẩu, ở trong này gọi là cái chụp, nó không tốt. Đấy. Và đồng thời cái tia lửa điện nó phóng lung tung thì anh em biết rồi, nó không hoàn hảo 100% đi vào buji và đồng thời đi vào trong buồng đốt. Và ở đây có cái buji như thế này này, nhiều anh em cứ bảo mở ra là ok này, thấy nó hở hốc mồm không? Trong quá trình nó đánh lửa thì đương nhiên đầu này mòn tí, đầu chấu này mòn tí thì đương nhiên độ hở nó sẽ ngoài sự cho phép. Đấy. Và những cái buji như thế này mà anh em cũng chẳng bao giờ phải quan tâm tới nó làm cái gì, nhìn thấy ghê không? Đấy, hôm qua tôi làm con xe Vision chết lên chết xuống. Đi 2-3 thợ rồi cứ ok. Đó. Bởi vì các bạn có thể là các bạn nhát mở cái buji này ra. Và xe nó hao xăng hay không, các bạn phải mở buji, các bạn nhìn ở đây, không thể nào nhìn vào cái thông số được. Đó, chúng ta phải mở buji, chúng ta nhìn cái buji ở đây ở trạng thái nó trắng hay là gạt cua hay là đen. Không có cái máy nào mà nhìn vào mà bằng nhìn vào cái buji cho tôi được. Cái buji là cái quan trọng nhất của cuộc đời này. Anh em chúng ta quan trọng nhất là cái buji. Bản thân các ông cũng vậy, cái buji của các ông rất quan trọng. Cái buji của các ông chỉ có vấn đề một cái là đương nhiên sẽ làm việc không tốt rồi. Thì đương nhiên nhiều chị nhà đúng không ạ, sẽ xa vời chúng ta. Đó là cái quy luật sống, đúng không quý vị? Đơn giản thôi. Một cái buji của các ông đánh lửa không tốt thì đương nhiên người phụ nữ và đặc biệt người vợ chúng ta sẽ phàn nàn. Phàn nàn với trạng thái hai vợ chồng thì thầm với nhau: vợ ơi, vợ sẽ báo chồng, anh phải cần ăn uống nghỉ ngơi để buji của anh hoạt động tốt hơn. Đúng không, tay ga xuân dần. Và đặc biệt các bạn cứ mua cái buji rẻ, cái buji thái rú, buji rẻ. Buji rẻ một hộp tương đương là 10 cái là 220. Thì một cái buji 22.000 ở trạng thái, để ở trạng thái gió, mốc ma, mốc mêu, xét hết, thì buji làm sao mà để hoạt động tốt. Chưa kể lúc đánh lửa phập phình. Có rất nhiều người thay buji vào, bảo ok em thay cái buji rồi. Mọi người có bao giờ mọi người nghĩ rằng thay hai buji vào đều bị ăn hẳn không? Đấy. Bản thân tôi vừa rồi ra Hà Nội chứng kiến một anh thợ thay hai cái buji rồi vẫn bị chết, nhưng mở ra đánh lửa vẫn ngon. Nhưng thay cái buji thứ ba phát lại ngon. Đấy, quan trọng nhất là cái buji. Ok chưa? Với tôi thì thật sự chẳng có học sâu hiểu rộng mẹ cái xe ga này cả. Tôi là người chân đất. Tôi cũng là bao nhiêu người thợ như các bạn bơm hơi vá lốp xe đạp, mình mẹ vá từng cái lỗ xe đạp để một ngày hôm nay được thành công. Thì các bạn hãy làm chịu khó, hãy làm để ý cho tôi một chút xíu. Bắt tới đâu nó phải là chuẩn tới đấy. Chứ cái này các bạn vừa làm hợt xong cái này các bạn lại bỏ, các bạn đi làm cái khác, đặc biệt là cục mô bị sửa. Các bạn sẽ hy sinh cho tôi một cục bobin sườn, các bạn treo ở trong nhà một cục bobin sườn chuẩn nhất và một cái trục buji. Để một con xe lỡ cỡ mang vào các bạn phải môi ra, các bạn thử cho tôi ngay. Các bạn phải có cục bobin sườn làm chuẩn. Và bobin sườn này đo thì không bao giờ ai biết là sống chết. Đo để làm gì? Đo để biết nó sẽ là của FI hay bình xăng chế cơ. Đừng có hỏi tôi đo thế nào là sống là chết. Ở trạng thái khi tia lửa điện đang đánh, anh em có thể thất thường ngắt tia lửa điện. Ở trong này có cuộn dây mà, nó chỉ ngắt một chút xíu thôi là con xe hực lại ngay. Và con xe lại phụt lên, lại hực lại, lại phụt lên. Ê, em toàn lắp của The Lem, lửa nó mặn, ok tay ga xuân dần. Thì anh em nào mà muốn lửa mặn của những cái dòng xe tay ga thì anh em có thể gọi ngay cho anh tay ga xuân dần ở xứ Thanh. Anh ấy bảo anh chuyên lắp những cục mô bình sườn của Zimway vào xe ga, lửa nó mặn. Ok. Tôi thì chưa dám thử bởi vì tay nghề của tôi chưa tới cái tầm đấy. Thì tất cả các bạn nào mà muốn tia lửa điện mặn thì hãy liên hệ với anh Xuân Dần Dâm. Để anh ấy gọi là anh Dâm. Anh có để cái bộ râu Dâm đấy ạ. Yeah. Thì tất cả các bạn về Thanh Hóa thì các bạn xứ Thanh, các bạn cứ hỏi ăn Xuân Dần tay ga để bộ dâu dê, lộn dâu dê. Ê.
ăn dần dâu dê. À, thì mọi người sẽ biết ăn đấy. Mọi người hãy kết bạn với ăn dần dâu dê. Rồi. Rồi, cảm ơn mọi người. Thì ở đây tôi không thể nào chào được mọi người. Mọi người hãy bỏ tôi quả sẻ. Ủa, chưa nóng thế này mà 130 người chơi rồi ạ. Thank you. Một con xe hụt ga. Ở đây tôi đang nói vấn đề là hụt ga vào buổi sáng chứ không phải là hụt. Hụt ga thì anh em phải nhìn thấy gì? Cái lỗ mũi chúng ta sực xăng. Đó là từ hụt ga. Hụt ga là thiếu nhiên liệu. Và ở trạng thái khi nhiệt độ nguội, hụt ga, hụt ga. Đấy, chúng ta hãy nhấn mạnh cong cái lưỡi lên, hụt ga. Cái miệng chúng ta hãy làm hụt ga. Thì lúc này nó bị xì xăng. Đơn giản như các bạn mà remap những con mở tua, những con future đấy. Ê, những con future 24, 27 các bạn remap xong tí nữa. Từng từng xịt xăng. Gọi là cái từ hụt ga. Rồi các bạn lại trở lại về lại cái map zin. Nó lên xịt. Ok. Đây, ở vấn đề đó hụt hay là hụt. Thế kiểu tình nghĩa anh em mất hết rồi. Tình nghĩa anh em có chắc về lâu. Vấn đề quý vị phải cho tôi một cục bơ sườn này chuẩn, không cần chỉnh treo đâu ở góc nhà. Một con xe lừng từng hoặc con xe hụt ga hoặc con đề sai khó nổ. Đầu tiên cho tôi kiểm tra tiêu tử điện và bugi cho tôi. Motor bơm phải căng đét, sử dụng cái đồng hồ đo áp suất. Rồi. Đây. Đầu tiên quý vị phải cho tôi được cái áp đơm này căng đét. Ở trạng thái vuốt ga, nhịp ga, kim phải đứng căng đét từ 2.8 cho tới 3.2. Nén áp suất đi vào chụp kim phun. Nén áp suất và chụp kim phun. Và các bạn cũng đừng hỏi tôi kim phun này đo biết sống hay biết chết không. Việt Nam đo thì sống hay chết, không có nào nói được điều đó. Trừ khi nó đái hay là không đái. Và khi lúc này áp lực nén cho tôi khoảng 2.8 cho tới 3.2 tới đầu trời kim, thì lúc này tín hiệu từ IC sẽ là tín hiệu sung của kim phun. Tín hiệu sung của kim phun, đúng không ạ? Đấy. Gọi là tín hiệu sung kim phun. Thì lúc này sẽ kích hoạt và lúc này kim mở pịch. Tùy theo tín hiệu sung IC là ECM điều khiển cho kim phun mở pịch. Không phải là ở phun dài, phun ngắn đâu. Dài hay ngắn là giờ thằng này này. Anh em hiểu không? Dài hay ngắn là nhờ thằng này. Chứ anh em cứ hiểu sai là ở cái ti dài, ti ngắn, ngắn dài là ở thằng này hết. Đó là tín hiệu sung. Pịch. Dài này, ngắn, dài. Ok. Thank you. Được chưa? Thì con IC này, xe này ở trạng thái rất chi là nguội rồi. Tôi sẽ demo cho mọi người. Không bỏ ga nào luôn. Lên này. Thấy không? Tôi dám cam đoan cho anh em là phần mềm zin dead. Tôi thì ít remap lắm. Khách hàng vào ít tôi remap lắm. Đồng ý 7 lít là bao chạy luôn. Không bao giờ quay, gọi là từ quay đầu ấy. Căng dead. Nè. Đó, ok. Đó là bản chất con xe phải là zin. Thì mình sẽ xử lý ngon như nước đường. Không can thiệp bố con thằng nào vào IC cả. IC này mẹ sinh ra như thế nào, tôi để im như vậy. Dù tôi có đẹp trai hay là xấu, tôi cũng không bao giờ đi vào thẩm mỹ viện tôi chỉnh sửa. Tôi cũng chẳng bao giờ dư tiền để tôi đáp một chuyến máy bay qua Bangkok để chỉnh sửa. Cha mẹ xin sao, tôi cứ để vậy. Quan trọng cuộc đời này tôi sống tốt. Mọi người đồng tình không? Dù đẹp hay là dù xấu, cái quan trọng là ở trong tâm. Đẹp mà ở trong tâm không đẹp, vít. Xấu mà ở trong tâm đẹp, hoàn hảo.
xấu mà trong tâm không xấu thành bỏ đi. Rồi, mọi người đồng tình không? Zin đét. Thì muốn zin hay không, tôi làm một điều đấy cho quý vị, chứng minh cho quý vị, kiểm tra cái má của con IC. Và tôi cũng chẳng bao giờ dùng motocan và motobox để tôi hiệu chỉnh, tăng, bù đắp nhiên liệu. Để kiểm tra cho quý vị xem cái má IC này còn zin khi với mẹ đẻ ra hay không. Ok. Thông tin. Enter. Đây. Đó, nó sẽ là 03. Ok. À, có thể là được vá rồi. Có thể là bản zin của nó là 01, 02, có thể là lấy 03. Ôi, zin. À. Ok, tay ga xuân dần. Tay ga xuân dần, chuyên nói bậy nhá. Ăn dần, ăn vào trong này, ăn học, ăn lịch sự cho tôi tí đi. Chuyên nói bậy. Rồi, ok. Cái này là nâng cấp gọi là vá phần mềm. Cũng chẳng có gọi là hết hộp ga cả. Tôi dám đảm bảo với quý vị điều đó luôn. Rồi, bản chất của những dòng xe của AB 2013, 2015 bị hụt ga đúng không? Chúng ta gọi là phần mềm này vá. Nó cũng chẳng bao giờ hết hụt. Rồi, có thể là 01 lên được 02, 03. Nó cũng nhờ như nhau thôi. Không đáng kể bao nhiêu. Anh Hoàng Dương hiểu em nói không ạ? Rồi, coi như tôi là zin. Bản vá này là zin. Ok. Rồi, bỏ máy qua bên. Zin. Và tôi như những gì tôi đã chia sẻ quý vị và anh em thợ máy gần xa. Bởi vì những con xe được sản xuất ra đi ở cái môi trường Việt Nam mình, bởi vì tùy theo ở nơi ở thất thường. Nó rất thất thường. Ở trạng thái nhiệt độ cực nóng, vứt trời mưa và đồng thời ngập lụt. Ngập lụt ở đây là không phải là ngập lụt do đường nước thoát không kịp. À, do những cái cống ở người Việt Nam mình làm quá nhỏ. Và đồng thời người dân của chúng ta vô ý thức. Đúng không ạ? Rác rưởi bỏ hết xuống công, xuống ống. Thì lúc này cái đường cống có thể là to như thế này. Trong quá trình nó còn nhỏ như này thì đương nhiên cái lượng mưa trên trời đổ xuống thượng nguồn thì đương nhiên nó sẽ bị gì? Thoát không kịp thì đương nhiên nó sinh ra ngập. Ngập. Ngập thì đương nhiên những cái dòng xe thấp ở trạng thái bắn nhỏ, dây điện người ta đi lòng thòng ở dưới này thì nhiều xe có thể là ngập qua sàn để chân. Ngập nhưng rồi sửa chữa hoặc đồng thời lên chỗ khô, khô lại chạy bình thường. Đó là tạm thời xử lý ok. Nhưng quá trình để lâu thì lúc này ở trong này sẽ sinh ra mo ve nước vào. Nước vào đóng tụ ở trong này. Bởi vì chúng ta không xử lý để xịt ERB7 chống sét thì đương nhiên ở trong những cái bó dây này sẽ bị oxy hóa mo ve vân vân. Vân vân CKB. Bởi vì nó nằm rất sát. Rồi, ở đây nó sẽ là một cái cụm. Một cái cụm 12V sau khóa. Và đồng thời sẽ là tổng mát chung được bó ở đây. Nước ở trong bó dây. Thì các bạn làm điện các bạn sẽ biết rồi. Điện gặp nước, đúng không ạ? Sẽ gì? Sẽ bị nhiễu. Đấy. Thì trong quá trình anh em làm thợ, chúng ta xử lý những cái đường này chưa hoàn hảo, khi gặp con xe khó khăn, đặc biệt những đường dây, đúng không ạ, rắc IC, ba pha, tổng mát, vân vân. Và cái quan trọng nhất là hiện tại ở cái môi trường Việt Nam chúng ta, hiện tại xăng dầu đang trên 30.000 một lít, thì có rất nhiều những cây xăng sẽ bị pha. Bởi vì sao? Do đồng tiền lợi nhuận rất cao, Bác Hồ rất mặn, sinh ra một cái lòng tham để kiếm thêm tiền. Thì thay vì 10 lít xăng bán cụm trường đó tiền thì lúc này chúng ta có thể là độn pha chế thêm để lên được 11 lít. Thì lúc này con xe lại tiếp tục nhiên liệu bị pha chế, không còn chất liệu xăng chuẩn, thì lúc này sẽ đi vào trong động cơ.
thì đương nhiên động cơ rằng lúc này sẽ không còn tuyệt đối cái mức xăng nhiên liệu đi cấp vào trong động cơ là còn chất liệu xăng ở trong này đã pha chế, thì đương nhiên con xe sẽ không được đốt ngọt, đốt cháy, đốt hoàn toàn, thì đương nhiên con xe sẽ sinh ra bận. Thì anh em phải xử lý cho tôi những vấn đề đó. Ok. Đấy, bởi vì các bạn chỉ biết là ở học lý thuyết thế thôi. Đấy, ok, tạo cho các bạn vài cái ban chân chấu, các bạn nối lại là các bạn cứ cảm thấy như vậy là to tác. Sau khi xuống núi cấp cho các bạn 5 sao chứng chỉ 5 sao được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, mẹ bồng con, tổng giám đốc, bố bồng mẹ xuống núi ngày bao nhiêu đó, kết thúc khóa học trong vòng khoảng bao nhiêu lâu đấy, các bạn cầm cái bằng lên, ok, cái bằng đấy về nhà tốt nhất là mang đốt, các bạn hiểu không? Mang về nhà lấy thẩm sang đốt luôn cái bằng, bởi vì những cái bằng đấy không có giá trị để làm cái nghề FI này trong vòng 7 ngày, 10 ngày, trong vòng 1 tháng. Với tôi, những cái bằng phun xăng điện tử hiện tại cấp cho các bạn 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày mang về đốt hết. Bởi vì làm không được thì phải đốt bỏ cái bằng đó ngay. Bởi vì cái bằng đấy không có xứng đáng, không có giá trị. Cái bằng đấy chỉ có hù ma dọa khỉ, nhưng tay nghề lại thiếu đi, không có giá trị. Đó là những cái cách gì tôi biết, tôi chia sẻ cho mọi người. Cái quan trọng cái nghề này chúng ta phải làm thực tế, biết nhưng phải có xe để chúng ta va đập. Làm để cảm thấy cuộc đời nó phải ngấm. Làm mà để chúng ta phải suy nghĩ đúng sai để loại trừ. Còn bây giờ có rất nhiều anh em bị khiêm tốn cái nghề này. Các bạn cứ mở ra, mở túi, mở lui, các bạn làm xiết đã hết ngày. Bởi vì các bạn phải phân biệt, cái buji tốt, mô bin sườn tốt, chụp tốt, mô bin tốt, áp bơm tốt, kịp tốt. Họng ga này các bạn viết cho rồi một bên. Nhưng các bạn ở đây cứ hụp ga một cái, các bạn cứ mang cái họng ga các bạn ra xúc. Rồi các bạn lại cài đặt độ 1, độ 2, độ 3. Tôi từ bé giờ mẹ tôi sinh ra chưa biết cài đặt độ 1, độ 2, độ 3. Thế mọi người luôn. Chưa biết bao giờ tôi gọi là đồng bộ họng ga, động nhất họng ga bao giờ hết. Nhưng tôi vẫn chiến thắng ở đất Bình Định. Tôi vẫn làm những con xe hoàn hảo ở đất này. Cái này để làm gì? Các bạn xúc cái này để các bạn lấy tiền thôi. Trong quá trình lâu, ví dụ nó kẹt những cái đường gió, các bạn xúc để cho nó thông thoáng, ok. Nhưng quan trọng 90% còn lại xúc để lấy tiền. Chứ không phải là hụt ga hay mất canty, các bạn cứ đè cái họng ga các bạn ra xúc. Nó chẳng liên quan, quan trọng là đường gió vào đây. Và có mối con TB để nó nhận được tín hiệu khi các bạn lên ga xuống ga. Nó gửi một giá trị điện áp về IC để IC tính toán cái lượng thời gian phun đi vào trong buồng đốt cho hợp tình, hợp lý. 1/3 ga, 3/4 ga hay lên hết ga. Nó hiểu rằng các bạn đang chạy ở mức ga nào. Để cho một cái mức xăng nhiên liệu cung cấp đủ vào trong buồng đốt. Ngoài ra chấm hết. Thì bây giờ tôi sẽ demo cho anh em này có một con xe thêm một lần nữa. Đây, các bạn thấy có hụt không? Hụt không ạ? Đố mà các bạn những con xe nào mà để phần mềm zin mà các bạn vút như này mà không hụt, tôi cùi luôn. Này. Ok. Các bạn phải dìu nhẹ nhẹ lên đúng không? Những con xe nó hụt các bạn phải dìu nhẹ nhẹ lên. Cái này vút luôn. Ok. Ở đây nếu khách hàng chịu chơi, các bạn làm bao các bạn chạy cho tôi, các bạn bao luôn, các bạn thay tôi cái kim, cái kim phun. Thế rồi, đồng ý làm bảo hành cho người ta luôn. Và sau này người ta sẽ không quay lại mắng dốn các bạn là tay nghề của các bạn tệ nữa. Cho các bạn ra ngoài kia ngâm nước luôn, các bạn sẩy vào vẫn lên. Cái trò chơi này ngày xưa mà cái công nghệ mà chưa ra đấy, thì đa số là anh em thay kim và anh em cấy trở sẽ hao. Các bạn thấy không? Không hụt. Đó, ganti này. Ngon lành luôn. Đó. Đó. Thấy không? Ok. Cái quan trọng là anh em mình thôi.
Ê, và xăng cộ hiện tại tốt nhất quý vị hãy hút cho tôi, thay cho tôi hết xăng ra và làm cái điều đấy thì các bạn mới thần tài được. Chứ bây giờ mang ra các bạn cứ biết hụt ga, các bạn chẳng biết làm cái gì, các bạn cứ đè đầu cái này ra, các bạn xúc đồ xúc chán xúc no xong lắp vào mất cha nó gan làm tì. Tôi nói thật luôn, xúc chán xúc no lắp vào là mất garanti rồi lại gọi. Cái này nó chẳng các cái, nó chỉ là cái lồng ga và một cái đồng tiền, khi chúng ta lên ga đồng tiền bướm ga nó mở đưa vào cái đường gió. Cái mục tiêu nó ở đây này. Chưa. Rồi bây giờ tôi sẽ phân tích dữ liệu cho quý vị coi này. 200 người chơi. Khách hàng khi người ta chịu chơi ấy thì người ta không tiếc về tiền, có mấy trăm ngàn mà. Miễn sao các bạn làm tốt, các bạn làm bao. Còn cuộc đời này để các bạn mang vào, các bạn tư vấn để các bạn thịt người ta 100, 200, cuối cùng các bạn sau tương lai các bạn phải ói lại tiền. Tùy theo cái cách để lấy tiền. Lấy đồng tiền một người thợ nó phải là xứng đáng. Có thể là 10 người khách chỉ có 0,5 người khách quay lại. Đó là làm cái nghề này. Bởi vì làm cái nghề này, thứ nhất chúng ta phải nhận một cái giá dứt điểm. Kể cả làm cái máy vậy, tôi làm ở đây làm cái máy xe ga này bèo gì cũng phải là 3 triệu. Lắp một phát vào không bao giờ hạ xuống cái thứ hai, và đồng thời được bảo hành. Đấy, đặc biệt là bi-gen, sencam tôi thay hết. Loại giá thứ hai tôi không bảo hành. Còn bây giờ khách hàng đồng ý tôi bảo hành hết. Đơn giản viên bi mà. Trong quá trình anh em biết tại sao không? Ở một dòng tua máy ở RBM, khi chúng ta lên hết dòng tua máy chạy tới 10.000 vòng, bi trong quá trình làm việc lâu sẽ bị xào. Sẽ bị xào. Thì nhiều lúc anh em có thể tháo cái gen ra, anh em cảm thấy cái bi nó ngon như vậy, anh em cảm thấy ok và sinh cam cũng vậy. Nhưng quan trọng nó bị mỏm bên trong, thì nó sinh ra những tiếng ré, tiếng hú không bao giờ là ngon. Đấy mọi người hiểu không? Nên làm ở đây là phải không làm thì thôi, làm lấy tiền cho nó ngon. Đấy, còn bây giờ cứ bùa bảy bảy lấy 100, 200 mang tiếng tí ra đồn bảo mẹ thằng này vừa đớp tao 100, làm xe vẫn như cũ luôn. Hoặc thằng này đớp tao 300, mẹ chạy 3 ngày sau, 1 tuần sau vẫn như cũ, còn tệ hơn như cũ nữa. Đấy, có phải các bạn mất mặt không? Đấy, bởi vì chúng ta bảo ở 2-3 ngày nó ế rồi. Má hot để kiếm xị 2 xị. Nhưng cô chủ nó chạy chẳng bao giờ là ngon cả. Đấy, phải làm cho nó ngon. Tiền lấy vào phải xứng đáng. Rồi cho các bạn phân tích thêm một cái nữa này. Hẹn gặp vào anh em vào đêm mai nhé. Đêm mai chúng ta sẽ gặp nhau. Sao anh em? À. Nhiệt độ mới dưới 60 độ C nha anh em. Nè. Yeah. Mẹ này lấy được tiền rồi chứ có cái gì đâu. Bao hụt ga anh em. Tí mở buji ra miễn sao nó gặt cua là được. Đừng có trắng quá, đừng có đen quá là được.
Rồi. Nghe thấy không? Nè. Chẳng có phải can và bốc rồi hiệu chỉnh AF mẹ cộng trừ bù đắp làm cái gì, mất thời gian anh em hiểu không? Toàn là khè nhau lấy tiền hết. À. Góc đánh lửa thì kệ cha nó hoàng tài, quan trọng gì góc đánh lửa em. Mà em học nhiều quá mẹ cứ quan tâm gì góc đánh lửa nhờ. Cái quan trọng con xe ra vuốt nó ngọt được rồi. Cứ anh em nhỉ học chuyên sâu nhiều quá mẹ nó lão hết cái đầu. Nào thì góc đánh lửa, nào thì tối u. U cái gì? Làm biết sao nó ngon, lấy đồng tiền nó ngọt là được. Góc đánh lửa này đã sao anh em? Mẹ chúng ta giỏi quá cũng chẳng bao giờ hơn là kỹ sư được đâu. Đấy, có Alin luôn. Đấy, nhiệt độ 60 này, có Alin luôn này. Không bỏ một ga nào luôn. Anh em hiểu không? Đấy, Alin hoạt động rồi. Kéo Alin này. Nhiều lúc anh em cứ quan tâm về vấn đề chuyên sâu. Không bỏ ga nào luôn. Đấy, rồi, anh em thấy không? Đấy, Alin Sitop hoạt động. Vậy khoái thế nhỉ. Rồi các bạn nào gặp cái van này gọi tôi nhá. Rồi những anh em của tôi tiếp tục lại có cái hay cho mọi người lượm lúa. Gì? Remap à? Không. Này remap. Đấy là cua này nó bảo map map. Ở ra nó lại. Nó lại tư vấn được map map xe Segway RSX hụt ga. À xe em lúc nãy gọi ở dưới Tuy Phước đó hả? Sao nó bị sao? Con này hả? Hụt ra hụt ra dựng trống lên nào. Hụt không? Quyền mo dựng 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 trống trống lên nhé. Ờ con này hụt nặng rồi. Thay gì rồi? Ờ này hụt quá đây mà. Đây xe này quay RS này anh em chuyên gì hụt này nha. Cái này ngày xưa mình đã live stream chia sẻ mọi người rồi nha. Thôi em làm đi. Sơn Nam con đó anh không remap mà anh làm hết được thì sao em trai? Được không? Con này vừa rồi anh đã chia sẻ rồi. Thì con này không chia sẻ nữa. Thì đầu tư cái máy mà 19 triệu 800 phải map map chút chứ. Đi lấy vài xị buổi trưa chứ. Được không? Còn riêng con xe lít này anh không map nha chú, anh không hiểu chỉnh bất kỳ một cái điều gì luôn. Đấy. Anh Sơn ơi. Thôi tháng 7 này em khai giảng khóa học mới rồi thì mọi người vào đây đi. Này hụt ga này, này hụt này, này. Ôi, mọi người thấy nào? Thì khách có tiền thì làm những cái ban này người ta chẳng tiếc đâu anh em ạ. Miễn sao lên một phát là chạy. Alin này. Ôi, mọi người thấy không? Tự động. Thế nó hay có cái ai vậy chứ. Ôi. Đó. Nè mọi người này.
Đó. Vẫn ngọt mà anh em. Vẫn ngọt gà đó. Mình lấy tiền à? Tiền gì anh? Trả tiền đi. Bao nhiêu tiền em? Bao nhiêu? Bởi vì anh em làm nó đang bị bận, nó mới không hết bận được, anh em hiểu không? Ok em. Anh em làm quen tay, anh em phá thoải mái. À. Alicito hoạt động. Anh em phải không? Có mỗi tội bây giờ lên ga này. Đó nổ nữa thôi. Bởi vì chúng ta tháo bộ ba cái jack ba pha ra rồi. Ê, không? Để chúc anh em mà về nhà nghịch nhiều, chúng ta sẽ lên tay thôi. Đó. Đó, phải không? Nghịch giết thì chúng ta sẽ lên tay. Chúc anh em, tất cả anh em hãy cố gắng làm nhiều nó quen tay. Chúng nó nghịch nhiều vào, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ nắm được nhiều cái hay ở trong cái nghề này, FI này. Đó. Ok. Chơi tí cho nó vui. Đó anh em phải không? Mẹ cứ mua xe này mà khách hàng mang vào này, anh em nghịch thoải mái này. Đó, remap á. Đó, map map. Đó anh em phải không? Ngon không? Nó xem nào. Xăng cổ ok không? Cái này lỗi phần mềm. Lỗi trong con IC mà em thay về hôm qua thay hết bao nhiêu tiền rồi? Thì mắc 2 cái sơ rồi luôn là 2 mấy là bên nhà. Mấy. À mình là khách hàng à, sao biết Facebook à? Dạ em cứ như mấy lỗi ấy rồi vậy em lên mạng tre rồi coi YouTube. Đi lung tung, rồi đi lung tung mất tiền thay mobile rồi à? Dạ thay mobile. Thay mobile cũ rồi. Thấy không, đi thay lung tung rồi bây giờ thay không hết bận làm sao nó lấy tiền. Hay mình vào mình bảo nó thay sao mình vô mua đầu
vô hãng mua á. À về nhà em tự lắp nào à? Tự mở dàn áo lên mạng ta tham khảo rồi. Ê, không được đâu, không được đâu. Gặp con bị anh gặp anh sớm là ngon rồi. Rồi tắt nước vào tí nữa. Ok rồi. Hoạt động ăn lichitop lâu không anh em? Bình này nó trâu bò anh em hiểu không? Nạp xả đủ ngay. Đây anh em thấy không? Thôi không có gì hơn để hẹn anh em vào đêm mai. Đêm mai chúng ta sẽ gặp nhau nha mọi người. Ở buổi trưa nay vui vẻ tí. Do thời tiết nóng quá anh em. Ở chia sẻ hy vọng rằng những anh em nào chân tay nó còn thiếu. Thôi anh em hãy cố gắng đôi tay này. Làm. Cố gắng mắt nhìn tay làm. Xử lý cho nó gọn lẹ trên những con xe. Thì bất kỳ một dòng xe nào cũng vậy. Nó khác với dòng xe YG mùa Trung Quốc. Đặc biệt xe phun xăng điện tử nhiên liệu thì anh em biết rồi, cần tất cả những cái rắc, những cái đầu nối, những cái mặt tiếp xúc, nó phải gọi là cái đường dây gọi là hoàn hảo ấy. Cái đường dây không gặp vấn đề thì tự nhiên nó mới ngon được. Bây giờ một cái tín hiệu đi mọi người hiểu thôi, hay một cái đường truyền, một cái dây điện nó phải là ngon đấy, thì nó chạy nó mới tông 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 được. Nó đơn giản, bây giờ chúng ta chạy bê tông, chạy một con đường phẳng, anh em thấy chạy cảm thấy nhẹ nhàng không? Chạy bây giờ một cái đường đấy, bây giờ có gốc cây rồi, ổ gà, ổ voi hay là một cái vật nào nó cản, anh em cảm thấy nó mệt không đấy? Chúng ta phải dùng lực đấy, đang chạy chúng ta phải hãm lại để chúng ta né, bởi vì đó là cái hố sâu hay đó là một cái vực thẳm hay đó là một cái gì đấy, cái chướng ngại vật gì đấy. Kể cả anh em đang chạy xe trên con cung đường, một cái cung đường ít người đi và đồng thời cái đường ấy rất đẹp, mà mọi người cứ chạy một mức ga, mọi người thấy không, có xe đấy không, bền, tiết kiệm nhiên liệu. Còn một con xe mà chạy lúc nào có vật cản và đường gồ ghề bụi thì con xe đánh nhăn hư. Thế thôi, là một cái đường dây các bạn phải vệ sinh cho tôi đẹp, láng, bóng bẩy, và cái đường truyền nó phải tốt để cứ vậy nó phi, đúng không? Đấy, và làm cái nghề này hơi hám xăng cộ lửa yếc đường dây, hãy chúc mọi người hãy chịu khó làm điều đấy. Và những anh em nào nhà đang có con xe, chúng ta hãy vọc nhiều vào, nhất thiết bổ tôi cái máy luôn, bổ máy và căn cò cho tôi ở trạng thái tùy theo lỏng chặt. Ờ, mọi người đề lên coi nó dai như thế nào đấy, mọi người chịu khó làm như vậy. Thì nếu đêm nay tôi còn rảnh thì chia sẻ cho mọi người một chút xíu nữa. Và tôi hẹn tất cả những anh em nào đang sở hữu những bộ tài liệu này vào đêm mai. Còn anh em nào chưa truy cập vào trong nhóm được, hãy kết bạn với tôi đường link ở Facebook Tuấn Hoàn Tài. Và đầu tháng 7 này cũng là nhân dịp nghỉ hè, những anh em nào không ngại đường xá xa xôi, mời anh em tới tọa lạc Định Tuấn một chuyến. Chúng ta tham gia nhau khóa học điện xe máy FI, hệ thống khóa thông minh Sparky, rồi nồi niêu song chảo. Hãy trực tiếp thì các bạn mới có cảm giác. Rồi clip video đến đây xin phép tạm dừng. Chúc toàn thể anh em thợ máy sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Xin chào. Minh mẫn, làm. Nó đang bị lỗi ở đâu? Từ từ làm, đừng có hối. Làm từ từ, bởi vì càng biết nó càng sai rồi, càng đâm đầu vào càng mệt. Hãy đi tìm cái nào đúng, cái nào sai. Làm cái nghề này nó khổ vậy anh em. Khi quen rồi thì chẳng ngán, chưa quen thì sợ. Đấy, cố gắng.
Rồi, xin chào mọi người, thank you. Clip video đến đây xin phép tạm dừng.